Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe số của nhà Honda sau Tết Nguyên Đán 2021, Honda Quay Alpha tiếp tục gây sốt. Các chiếc Quay Alpha 112/2021 tiếp tục tăng giá mạnh với mức giá bán ra trên cao hơn mức giá đề xuất tới tận 2 triệu đồng. Thời điểm sát Tết Nguyên Đán năm 2021, các mẫu xe số của nhà Honda có mức giá bán không đồng đều với mức giá tăng giảm tùy từng loại xe. Tuy nhiên, riêng cái chiếc Honda Quay Alpha 2021 vẫn tỏ ra là dòng xe số có một cái sức nóng cực lớn và được bán ra với mức giá trên cao hơn mức giá đề xuất. Tại điểm trước Tết thì cái chiếc Honda Quay Alpha 110 có mức giá bán trên cao nhất lên tới tầm là 1,5 triệu so với mức giá niêm yết đưa ra. Thế nhưng tới những ngày sau Tết Nguyên Đán, hiện thì cái mẫu xe số này dường như tiếp tục tăng giá mạnh, có nơi thì bán xe trên lệch khoảng 1,8 triệu. Trái ngược với những cái chiếc Quay Alpha 110 thì cái Honda Blade vẫn giảm giá cực mạnh, tuy không đồng đều giữa các vùng miền. Còn phiên bản là Quay RX FE không tăng giá và có khi còn giảm nhẹ ở một vài vùng. Nhưng Honda Future vẫn giữ giá khá tốt, có nơi bán ra cũng trên vài triệu đồng so với mức giá đề xuất. Diễn biến xe số của hãng Honda cho thấy thị trường xe máy sau Tết vẫn khá là sôi động. Các mẫu xe số cũng bền giá, thiết kế hiện đại như là Quay Alpha, Future tiếp tục tạo ra một cái sức hút rất mạnh. Để giúp các bạn xem clip có nhiều thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá xe số của hãng Honda mới nhất sau Tết Nguyên Đán năm 2021. Các chiếc Quay Alpha 110 mức giá bán đề xuất là 17,800,000 đồng. Mức giá bán nội lý khu vực Hà Nội dao động từ 19 đến 19,500,000 đồng, trong khi khu vực thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 19,200,000 đồng đến 19,600,000 đồng. Honda Blade phiên bản Fanger mức giá bán đề xuất là 18,800,000 đồng. Mức giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động là từ 18,400,000 đồng đến 19,000,000 đồng, trong khi khu vực thành phố Hồ Chí Minh mức giá bán dao động là từ 18 đến 18,500,000 đồng. Honda Blade phanh đĩa với mức giá bán đề xuất là 19,800,000 đồng, giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động là từ 19,400,000 đồng đến 20,000,000 đồng, trong khi khu vực thành phố Hồ Chí Minh dao động là từ 18,500,000 đồng lên 19,000,000 đồng. Honda Blade phiên bản vành đúc mức giá bán đề xuất là 21,300,000 đồng, mức giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động từ 21 đến 21,200,000 đồng, trong khi khu vực thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 19,500,000 đồng đến 20,000,000 đồng. Honda Quay RX FE phiên bản Fanger mức giá bán đề xuất là 21,700,000 đồng, mức giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động từ 21,700,000 đồng đến 22,000,000 đồng, trong khi khu vực thành phố Hồ Chí Minh mức giá bán dao động từ 22 đến 22,500,000 đồng. Honda Quay RX FE phiên bản phanh đĩa mức giá bán đề xuất là 22,700,000 đồng, mức giá bán đại lý dao động từ 22,800,000 đồng đến 23,300,000 đồng tại khu vực Hà Nội. Còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì mức giá bán dao động từ 22,800,000 đồng đến 23,400,000 đồng. Honda Quay RX FE phiên bản vành đúc mức giá bán đề xuất là 24,700,000 đồng, mức giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động từ 25 đến 25,200,000 đồng, trong khi khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì mức giá bán dao động là từ 24,600,000 đồng đến 25,200,000 đồng. Honda Future FE phiên bản vành nan mức giá bán đề xuất là 30,200,000 đồng, mức giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động là từ 30 đến 30,600,000 đồng, trong khi khu vực thành phố Hồ Chí Minh mức giá bán cao dao động là từ 33 đến 33,500,000 đồng. Future FE phiên bản vành đúc mức giá bán đề xuất là 31,400,000 đồng, mức giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động từ 31,600,000 đồng đến 32,000 đồng.
còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh chênh lệch từ 35 đến 35.400 đồng. Lưu ý vé xe thực tế còn tùy vào từng lý và từng quán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nhớ like, share, subscribe.